Bộ phim Hiệp Thám Giản Bất Tri Tập 8. Tuyệt! Hình như ta nghĩ thông rồi. Đao phổ của Lý Nhị Gia quả thực lợi hại. Cố tiến công của hắn sắc bén như vậy, so với võ công lúc trước như hai người khác hẳn. Trong vòng một đêm sao có thể tiến bộ vượt bậc như vậy? Tên tiểu tử này là thần thánh phương nào? Không được, không thể ham chiến, phải dốc toàn lực. Ngươi lại thua rồi. Ta sẽ không thua mãi đâu. Ta sẽ còn quay trở lại. Tên bạn thám sự đó của ngươi, ngày mai dẫn cả hắn đến đi. Tìm quân ấy làm gì? Ta phát hiện chút chuyện bất thường phía đông bắc đảo, muốn nói chuyện cùng hắn. Được, ngày mai ta đưa quân ấy đến. Quả không sai, ta nên nghĩ ra lâu rồi mới đúng. Nếu như thế thì chỉ còn đúng một mảnh vỡ. Tên này lỗ hổng trên lưng ghế này kích cỡ ngang với hốc mắt của Tống bà. Có khi nào là hốc mắt của Tống bà không? Giống ra phải khắc trên lưng ghế, về sau lại bị ai đó lấy trộm giấu đi. Cái gì? Cả đêm không về? Hôm qua chúng ta còn đánh nhau một trận cơ mà. Minh Nguyệt, muội đừng sốt sắng. Chúng ta thử nghĩ xem đi đâu tìm. Có thể đi đâu nhỉ? Cái này của Thạch Liễu sao? Của cô ấy sao? Cổ bị xích sắt thắt đến chết, hệt như thủ pháp giết Khương Sầm. Xem ra hung thủ cùng là một người. Ý cậu là đều là do Khôi Lỗi Lý làm sao? Dấu vết ẩu đả trên người Thạch Liễu lúc còn sống đều là tỉ võ với Triệu Ngã Hoàng mà để lại. Vừa rồi ta đã xác nhận hết với Triệu Huynh rồi, không phải hung thủ gây ra. Vậy thì chứng tỏ Thạch Liễu chết không chút phòng bị. Có lẽ cô ấy bị đánh lén từ phía sau. Cô ấy đã chịu vết thương chí mạng ở ngay chỗ đó. Khôi Lỗi Lý đã thừa nhận rồi, Khương Sầm là do hắn giết. Bởi vì Khương Sầm đã phá hỏng quy tắc trò chơi, sau đó lại dùng cách đó để giết Thạch Liễu. Khôi Lỗi Lý này chắc chắn là sợ chúng ta cướp đi tài sản nên muốn giết hết chúng ta. Không đâu, chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Nếu thật sự là thế thì Khôi Lỗi Lý đã chơi xấu. Các người nói xem, liệu có phải do Thạch Liễu phá hỏng quy tắc trò chơi nên Khôi Lỗi Lý mới ra tay? Đây chỉ là suy đoán cá nhân của ngươi thôi. Đúng rồi Giản Huynh, hôm qua khi chúng ta tách nhau ra, Thạch Liễu có nói là ở góc Đông Bắc có điều bất thường. Huynh là thám sự, cô ấy muốn nói chuyện với Huynh. Vậy cô ấy còn nói gì với Huynh nữa? Cũng không nói gì nhiều. Góc Đông Bắc. Đúng, góc Đông Bắc. Triệu Huynh, Huynh ở lại đây chăm sóc cho Minh Nguyệt. Những người còn lại qua đó xem đi. Được, đi. Người nói xem, hắn nhìn thấy nhiều thi thể như thế mà vẫn bình tĩnh nhỉ? Năm xưa thi thể của Thần Cơ Cốc cũng chất thành núi. Thần Cơ Cốc thế nào? Đây là một hòn đảo tử vong, không ai có thể sống sót rời đi được. Người đến hòn đảo này cơ bản đều nằm cả ở đây. Ý của ngươi là những bộ xương trắng này là người từng tham gia trò chơi tầm bảo? Đúng vậy. Từ độ thối rữa của xương, bọn họ chết vào những thời gian khác nhau, được chia thành từng đợt. Cũng có nghĩa là đây là một vụ án giết người liên hoàn trong nhiều năm nay. Các ngươi xem, 6 bộ xương trắng này là bóng nhất. Chắc là họ đã chết vào năm ngoái. Mà những bộ này là 2 năm trước. Đây là 3 năm trước. Còn cuối cùng, thời gian dài nhất, bọn họ đã chết phải tầm 10 năm rồi. 10 năm. Những thi thể này bị chết giống hệt như Thạch Liễu, Khương Sầm, đều bị đánh gãy cổ. Giản huynh, không có ngón áp út, Xảo Thủ Đường thật sự đã chết rồi. Chỉ một chút nữa thôi là chúng ta có thể tìm ra được Khôi Lỗi Lý. Đến lúc đó nhất định sẽ tự tay giết hắn, báo thù cho Thạch Liễu. Cho ta à? Cho nàng cái này. Ta không có thứ gì khác để đáp lễ cả. Nàng đừng hiểu lầm. Nàng cầm nó, còn ta sẽ bảo vệ nàng. Thi thể của Xảo Thủ Đường ở đây. Hắn chết vào năm ngoái, nhưng con rối của hắn lại bị ném vào đại sảnh. Thế nên ta đoán trò chơi của Khôi Lỗi Lý là thế này. Hắn sẽ giết chết hết những kẻ phá hoại quy tắc trò chơi và không hoàn thành trò chơi. Sau đó sẽ làm con rối theo hình dáng của họ, để cho những kẻ mạo hiểm tham gia tiếp theo. Những con rối bị đốt đi thế này là sao? Chắc là đạo cụ trò chơi thừa lại của lần trước. Ta không nghĩ rằng lại trở thành trò chơi giải đố. Cái mà Khôi Lỗi Lý đang chơi căn bản không phải là trò chơi bình thường, mà là trò chơi bỏ mạng. Kẻ địch trong tối, chúng ta ngoài ánh sáng. Chúng ta có thể gặp phải thủ đoạn độc ác của Khôi Lỗi Lý bất cứ lúc nào. Tình thế bây giờ rất bất lợi cho chúng ta. Có cách nào khác hay không? Cách duy nhất là chúng ta phải hoàn thành trò chơi, để Khôi Lỗi Lý xuất hiện. Không hổ danh là thám tử, nói câu nào đúng câu đấy luôn. Nếu như mọi người muốn giữ lại mạng thì không được hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này ai mà phạm quy bị Khôi Lỗi Lý trừ khử thì thật không đáng. Vì nghĩ cho tính mạng của mọi người, ta có một đề nghị không thích hợp cho lắm. Vừa nãy Giản công tử đã nói, bây giờ chúng ta phải mau chóng giải được câu đố, tìm ra mảnh ghép, như vậy mới có thể bị động thành ra chủ động. Chúng ta nên đem tất cả mảnh ghép thu thập lại, giao cho một người tín nhiệm nhất, vừa có thể nâng cao hiệu suất, lại vừa tránh được mâu thuẫn nội bộ. Không được để cho kẻ thù có bất cứ cơ hội nào chia rẽ chúng ta. Chúng ta cùng đồng lòng, như vậy mới có thể thoát ra được. Sao lại là hắn ta nữa vậy? Ta xin bày tỏ một chút thành ý của mình trước. Giản huynh, cầm lấy này. Nếu mọi người không thể tin ta, lẽ nào mọi người cũng không tin Giản công tử sao? Ta thấy rằng đem tất cả những mảnh ghép cho Giản công tử là hợp lý nhất. Lão đầu, lấy ra đi. Ta tin người trẻ tuổi này. Được thôi. Đúng vậy. Sư huynh, cần ta giúp gì cứ nói. Mũi, ngón chân, tay. Giản công tử, tay đâu? Tay ta đổi với Triệu huynh rồi, không sao. Đến lúc đấy ta nói với Triệu huynh, tay cũng đưa cho huynh. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu con mắt nữa thôi. Thắng lợi đã trước mắt rồi, chúng ta đợi lấy được kho báu rồi rời khỏi đây, tiêu dao tự tại rồi. Vậy chúng ta quyết định như vậy nhé. Giờ quay về tìm mảnh ghép cuối cùng đã. Ta nói là ở phía trước rồi. Chúng ta không chê ông vô dụng, nhưng mà ông được gây thêm rắc rối cho chúng ta, nghe chưa hả? Phải, nhất định. Sao vậy? Thần cơ dục Giản Tận Hoan là cha huynh. Phải. Sao thế? Thế hai người quen biết sao? Coi như thế đi, huynh đến đây ta có một bí mật muốn nói cho huynh. Mười năm trước, ta tìm thất kim ấn của trang chủ Tiền Trang Việt Bắc, Cốc Phong. Vào đúng lúc đại yến ngày 15 tháng 8, ta chui vào nhà ông ấy lấy trộm nó ra chơi mấy ngày. Nhưng mà Cốc Phong này không những không báo quan mà còn rất bình tĩnh. Còn kỳ lạ hơn là lão đầu Cốc Phong này một tháng sau còn làm hỷ sự cho con gái ông ấy. Có khi nào cái huynh lấy là giả không? Ta cũng thấy rất kỳ lạ. Cho nên ta nghĩ đến lúc hôn yến lại chui vào thăm dò xem. Kết quả là vừa mới vào, đằng sau liền có người nói một câu. Chỉ vì một câu này mà ta bị bại lộ. Câu gì? Người đó nói kế hoạch phạm tội có hoàn mỹ hơn nữa thì cũng sẽ có sơ hở. Có thể phát hiện ra hay không thì phải dựa vào trí tưởng tượng của ngươi. Huynh đoán xem người đấy là ai? Cha ta. Lúc tỉnh lại, ta phát hiện ra mình đang ở trong tử lao. Tử lao. Sau đó ta đánh cắp thân phận của trưởng lão, còn thấy ông ta làm nửa năm. Kết quả là chán quá rồi nên ta ra đây. Những chuyện này đều không quan trọng. Quan trọng là ta bị du quan trong chính tay cha huynh. Ngày trước gió yên biển lặng. Đấy đều là cái bẫy mà cha cậu bày ra để bắt ta. Kim ấn cũng thật là. Cứ thế mà để ta tự chui vào rọ. Thật không ngờ lúc cha ta còn trẻ còn từng làm chuyện như vậy. Ta vẫn luôn tưởng rằng ông ấy là một người rất nghiêm túc. Đây chính là bí mật mà huynh muốn nói với ta sao? Đây chính là một trong những nguyên nhân mà ta muốn nói bí mật với huynh. Lại đây. Triển đại hiệp tiến bộ thần tốc, thân thủ tốt quá. Có chuyện gì thì nói đi. Thế này, vừa nãy bọn ta đã thương lượng với Giản công tử một kế hoạch để đối phó với khôi lỗi lý đấy. Chính là đem tất cả những mảnh ghép mà mọi người tìm được cho Giản huynh giữ. Mảnh ghép của chúng tôi đều đưa cho huynh ấy rồi. Triệu huynh, huynh đưa tay cho ta, ta đưa lại cho Giản huynh. Không ở chỗ ta đâu. Huynh làm mất rồi hả? Ta đưa nó cho Minh Nguyệt làm tính vật định tình rồi. Ta mà đòi không thích hợp cho lắm. Không phải ngươi vẫn còn một thứ chưa tìm ra sao? Đợi đến khi ta tìm ra cái đấy thì ta lấy nó về cho ngươi, cũng là một cách. Triệu huynh, huynh tiếp tục luyện đi. Tìm cả một ngày đến cả sợi lông cũng chẳng có. Tiền bối đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ khôi lỗi lý. Khôi lỗi lý thích trêu đùa, nhưng tuyệt đối không phải là người thích chơi trò tử vong. Bởi vì mọi người chưa ai từng gặp khôi lỗi lý. Sao vậy, sao vậy? Ngươi bị thương không nhẹ. May mà không đụng vào thạch anh lưu ly của ta. Cái này là ta dùng để thu thập ánh sáng lấy nước. Đừng động nguyên lý đồ của ta. Ngươi tỉnh rồi. Ngươi tự cắn lưỡi của mình. Không có cảm giác đúng không? Ta vừa cho ngươi uống thuốc tê. Ngươi phải đợi đến ngày mai mới có cảm giác. Ngươi biết ta là ai? Biết. Ngươi không phải đã giết 23 mạng người nhà bạn của ngươi sao? Không bằng súc sinh. Hiện giờ toàn giang hồ đều truy nã ngươi. Cánh tay ngươi bị thương rất nghiêm trọng. Xương ở khuỷu tay đều đã vỡ hết. Đây là miếng to nhất ở bên trong. Bị lưu tinh chùy đập. Không phải ngươi đã tháo bỏ tay của ta chứ? Không phải, ta muốn lắp cho ngươi đồ gớm. Bằng không, cánh tay của ngươi sẽ phế hoàn toàn. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là truyền nhân của Mạc Gia. Ngươi gọi ta là Khôi Lỗi Lý. Mọi người đều gọi như vậy. Ngươi chính là Khôi Lỗi Lý. Trừ cái mạng hèn hạ, hiện giờ ta chẳng có gì. Mạc Gia nhà chúng ta chính là nghiên cứu cơ quan máy móc, vốn dĩ chính là vì giúp người. Chiến tranh đến, chúng ta liền nghiên cứu cơ quan bảo vệ thành. Không đánh trận nữa, chúng ta liền nghiên cứu phương tiện thủy lợi và máy móc vụ nông. Mục đích cũng chính là vì cuộc sống con người trở nên tốt hơn. Ngươi cần giúp đỡ thì ta liền giúp. Cho dù là người tốt hay người xấu cũng đều giúp sao? Cũng không phải là giống như ngươi nói. Có người tìm ta thiết kế ám khí giết người, vậy ta sẽ không giúp. Nhưng ta giết người rồi. Hiện giờ không phải ngươi bị người khác truy sát sao? Thật đáng thương. Có thể giúp, ta liền giúp ngươi. Hóa ra lần này người đến để đổi khuỷu tay. Thời gian quá lâu rồi, dùng không tốt nữa. Vậy nên ta muốn tìm hắn để đổi cái mới. Không ngờ rằng lại gặp phải chuyện như thế này. Thật ra ta nhìn người rất chuẩn. Khôi Lỗi Lý tuyệt đối không phải là kẻ giết người. Kẻ giết người rất có khả năng là kẻ khác. Chuyện này không đơn giản như vậy. Chắc hẳn có chỗ kỳ quặc. Muốn sống thì đừng lên tiếng. Đúng rồi, cô là người câm, cô cũng không lên tiếng được. Ta hỏi cô lần cuối, tay của con rối ở đâu? Nếu cô còn không nói ra ta sẽ... Minh Nguyệt cô nương, cô nghĩ kỹ đi. Đó chỉ là một cánh tay gỗ, chẳng có tác dụng gì với cô. Lẽ nào còn quan trọng hơn mạng sống của cô? Hắc Tẩu Giận ta hành tẩu giang hồ cũng nhiều năm rồi. Trước nay ta nói một là một, hai là hai. Cô chỉ cần đưa cánh tay gỗ cho ta, ta lập tức có thể thả cô. Ta nói cho cô biết, sự nhẫn nại của ta có hạn thôi. Ta hỏi cô lần cuối cùng, tay gỗ ở đâu? Phòng cô ta đã lục soát, không có. Nếu không có ở trong phòng thì có thể giấu ở đâu chứ? Chắc chắn là giấu ở trên người rồi. Nếu cô không phối hợp, đừng trách ta không khách khí. Đêm hôm bắt cóc cô nương nhà người ta đi, không phù hợp nhỉ? Triệu Ngã Hoàng, sao ngươi lại ở đây? Thả cô ấy ra, ta tha ngươi một mạng. Ta thấy ngươi cướp của ta đúng không? Ngươi bảo cô ta đưa ra tay gỗ, ta cho các ngươi con đường sống. Tay gỗ không còn chỗ cô ấy nữa, ở chỗ ta. Vậy giờ hay chúng ta làm một cuộc giao dịch. Đưa tay gỗ cho ta, ta trả Minh Nguyệt cho ngươi. Ta nói ngươi biết, ngươi còn tiến lên một bước, ta đẩy cô ta xuống. Ta đếm đến 3. Đếm xong lấy mạng chó của ngươi. Triệu Ngã Hoàng, 1. Ngươi hiểu rõ tình hình đi. Bây giờ mạng cô ta nằm trong tay ta đấy. Bây giờ ta đếm đến 3. Đếm xong ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. 2. Triệu Ngã Hoàng, cô ta là người yêu ngươi đấy, ngươi nghĩ kỹ rồi chưa? 3. Ta đẩy thật đấy, đợi đã. Tay ta đưa cho ngươi, thả cô ta ra. Ngươi nhắc nhở ta đấy. Ta không đánh lại được ngươi. Lát ta thả Minh Nguyệt, ngươi đuổi giết ta thì sao? Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Hắc Tẩu Giận ta được giang hồ gọi là người có số nhất, vốn không phải vì ta số may, là vì ta chưa từng đánh trận đánh chưa chuẩn bị trước, chưa từng cược cục diện thua chắc. Ngươi muốn có Minh Nguyệt sao? Đâm một dao vào cánh tay trái của mình, 2 dao vào hai chân, 4 dao thêm cả cái cổ tay gỗ này. Ta trả Minh Nguyệt cho ngươi. Đúng rồi, ngươi biết Khương Sầm tại sao muốn giết Giản Bất Tri không? Là ta chỉ thị đấy. Giản Bất Tri là người của Thần Cơ Cốc, bắt buộc phải chết chúng ta mới có cơ hội thắng. Trách huynh đệ của ngươi là người quá thông minh, chỉ có thể giết hắn ta mới có cơ hội thắng. Dựa vào đâu ta có thể tin ngươi sẽ thả Minh Nguyệt? Cái này ngươi yên tâm. Bây giờ ta chỉ cần lấy được cái tay gỗ này, lấy được kho báu, cái khác ta không quan tâm. Ngươi không sợ ta quay về nói với bọn họ sao? Đến khi đó ngươi cũng tàn rồi. Ta lấy được kho báu chạy trốn lâu rồi. Chỉ cần ngươi làm theo những gì ta nói, ta tuyệt đối sẽ thả Minh Nguyệt. Được. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Đứng im. Được rồi, dứt dao qua đây. Đừng sợ, có ta ở đây. Kế hoạch cướp châu báu lần này của ngươi rất hoàn hảo, gần như không có sơ hở gì. Mấy ngày trước ngươi liên tục đào động, vì muốn tới lúc đó giấu cả ngươi và châu báu đi, để tránh bị bọn ta truy sát phải không? Sao ngươi biết? Thần Trộm đã chia sẻ với ta một bí mật nhỏ. Đã tìm được đôi mắt của con rối đó rồi. Hát may mắn, ta đã từng nhìn thấy dưới gối của hắn. Có lẽ hắn phát hiện ra điều gì đó nên đã chuyển món đồ sang nơi khác. Nó ở đâu thì ta không biết. Ta nhận tội. Ngươi giấu Triệu Ngã Hoàng và Minh Nguyệt ở đâu? Chuyện này Giản huynh, Sao trên người lại bị thương? Không sao, đều là vết thương nhỏ, không hề gì. Đây chẳng phải người được giang hồ mệnh danh là người may mắn nhất sao? Chẳng phải ngươi chưa từng thua trận, chưa bao giờ thua cá cược à? Sao lại ngoan ngoãn thế? Đứng lên cá cược đi. Được rồi Triệu huynh, chúng ta hành động theo kế hoạch trước. Được. Các ngươi còn cần ta làm gì nữa? Cần ngươi làm gì ư? Lát nữa Khôi Lỗi Lý đến, chúng ta phải nói chuyện với hắn. Ta giỏi ăn nói nhất. Các ngươi thả ta ra, ta sẽ nói với ông ta. Ai nói là cần ngươi nói chuyện với ông ta? Ta nói cho ngươi biết, bọn ta sẽ bắt sống ông ta. Cái gì? Nói bé thôi. Muốn sống thì ngoan ngoãn ở đây cho ta. Còn hét lên thì ta sẽ đánh ngươi nát mồm. Bao năm qua, cuối cùng cũng có người phá giải toàn bộ câu đố. Chúc mừng các ngươi. Giải câu đố không khó. Khó là ở chỗ chúng ta vẫn còn sống đến bây giờ. Tất cả châu báu của ta ở đây rồi. Ngươi còn nguyện vọng gì không? Ta vốn có rất nhiều câu hỏi, nhưng bây giờ ta chỉ muốn hỏi một câu. Nói đi. 10 năm trước ông từng cứu một người, lắp cho người đó một cánh tay. Chuyện này ông còn nhớ không? Có nhớ màng màng. Cô nương đó nhờ ta nói một tiếng cảm ơn ông. Cô nương được thay cánh tay à? Chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Nhưng nếu người đó không phải là một cô nương mà là nam nhân thì sao? Ý ngươi là gì? Không có gì. Khôi Lỗi Lý thật sự không thể không nhớ chuyện này. Rốt cuộc ông là ai? Ngươi càng biết thêm chuyện thì không thể sống mà rời khỏi hòn đảo này. Cẩn thận. Đây là Khôi Lỗi Lý. Đây chính là ông ta. Ta nhìn tình trạng của cái xác khô này, có thể ông ta đã chết 10 năm. Chết rồi. Xác khô lại còn 10 năm. Vậy ai đang nói chuyện với chúng ta? Còn nữa, Khương Sầm, Thạch Liễu bị ai giết? Có ma rồi. Huynh hiểu biết rộng. Chuyện này là sao? Muốn biết câu trả lời không? Hỏi ta đi.